Sưởng Đồ Thờ Đồng Tiến xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì bên em sẽ hướng dẫn các bác cách lắp đặt đôi nến khi mình mua về. Đầu tiên mua về thì nó sẽ có 5 phần như thế này. Thứ nhất là phần đế nến, thứ hai là phần đĩa nến, thứ ba là phần thân dưới của nến. Phần thân dưới của nến thì sẽ là phần trơn như thế này các bác nhé. Và phần thứ tư là phần thân nến trên có chữ thọ. Đó. Và phần thứ năm đó là phần bông sen nến. Thì cách lắp đặt nó rất là đơn giản. Đó là đầu tiên các bác lấy cái phần thân dưới trơn nhá, lắp vào phần ren của cái đế nến á. Tiếp đến là cái phần đĩa nến. Thì các bác lưu ý là các bác nhớ để cái đĩa nến hình rồng phượng lên trên chứ không phải cái mặt trơn này đâu nhé. Nhiều bác thì mua về thì hay bị lắp nhầm. Thế nhưng như thế là lắp ngược lên trên nhá, như thế là không đúng đâu. Tiếp đến là các bác lắp cái phần chữ thọ, phần thân nến trên chữ thọ lên trên như thế này. Rồi ạ. Và các bác kiểm tra lại kỹ chắc chắn rồi thì lúc này các bác đặt sen nến lên. Đó, và các bác nhớ nhá là các bác sẽ quay chữ thọ ra phía ngoài như thế này. Đó. Với cái nến thứ hai thì mình cũng làm tương tự như vậy thôi, rất là đơn giản thôi. Vậy là đã hoàn thành cái lắp đặt rồi đấy các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé và hẹn các bác ở các video tiếp theo ạ.